Hôm nay Quân sẽ quay chiếc Xpander. Nếu như anh chị mà muốn quan tâm một chiếc 7 chỗ ngồi thì tiết kiệm ngay được 100 triệu so với việc mua xe mới ha. Chiếc Xpander này là phiên bản 1.5 Premium anh chị. Lăn bánh 2023 ha. Đi 7.000 cây thôi. Mới đi có 7.000 cây. Anh chủ anh mua về thấy nhỏ quá nên là bán. Đó. Nhỏ quá bán đổi xe mới. Đó, anh chị nhìn này, có cam 360 luôn ha. Cam 360 này, rất là đẹp rồi. Đó, bánh này, mới tinh này. Đó, 7.000 cây thì anh chị nhìn quả lốp này, rất là mới luôn. Mới lăn bánh có 7.000 cây thì gần như là chất lượng mới 99,9% rồi. Đó, tay nắm cửa thì cùng màu thân xe. Mạ chrome, có tích hợp nút bấm ha. Đây, nội thất ghế da này, rất là mới luôn anh chị. Ghế da có đường chỉ ở giữa này, thể thao ha, cũng rất là đẹp rồi. Đó, vô lăng thì tích hợp chỉnh điện, tích hợp cruise control, đàm thoại rảnh tay, 7.000 km rồi anh chị. Đó, anh chị nhìn này, có khởi động thông minh luôn ha, có khởi động thông minh luôn. Đây, con khởi động lên này, máy móc êm ru rồi anh chị. Đi có 7.192 km thì chất lượng gần như là tuyệt đối rồi. Cam 360 này anh chị, cam 360 cũng rất là sắc nét ha. Đó, anh chị nhìn này, cam 360 này, đánh xi nhan phải, đánh xi nhan trái này, nó hiện bên trái ha, rất là đẹp luôn anh chị. Đó, điều hòa này, anh chị, mát rượi luôn anh chị ha. Điều hòa hai vùng độc lập. Màn hình kết nối Apple CarPlay, Android Auto đều được hết anh chị ha. Đây, hộp số tự động. Hộp số tự động, thắng tay điện tử, Auto Hold, đầy đủ hết tính năng tiện nghi luôn. Một chiếc Cross quá tuyệt vời anh chị. Xpander. Có ga tự động anh chị ha, ga tự động này. Đàm thoại rảnh tay này. Vô lăng ba chấu ha. Da này mới tinh luôn anh chị, như một chiếc xe mới luôn. Xe này thì mới đi có 7.000 cây à, thì như một chiếc xe mới thôi anh chị. Đó, gương thì auto một chạm ha, auto một chạm bên cửa tài. Đó, một chạm là lên ha. Lốc cửa này, rồi mở cửa ha. Lốc kính này anh chị, đầy đủ tính năng tiện nghi rồi. Đây, đầy đủ hết anh chị ha. Ghế da sẵn luôn. Đó, hộp số tự động, có đầy đủ hết tính năng tiện nghi rồi. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, mới tinh nhỉ anh chị. Đó, anh chủ lên thêm cái tapi này. Đó, cửa này, tất cả rất là mới luôn anh chị ha. Lên phim cách nhiệt rồi, anh chị nhìn rất là mới ha. Lên phim cách nhiệt này, tiêu hao nhiên liệu của chiếc Xpander này gần như là rất là lợi xăng anh chị ha. Ở ngoài đô thị có 6,2 lít anh chị. Trong đô thị kẹt xe thì 8,6 lít. Đường kết hợp là 7,1 lít anh chị ha. Quân sẽ coi hàng ghế sau cho anh chị nha. Hàng ghế sau mới tinh hả anh chị. 7.000 cây thì đâu khác gì xe mới đâu anh chị ha. Nhìn chất da này, gần như là chưa có ai ngồi luôn anh chị ha. Rất là căng phòng mới tinh. Đó, ghế da rất là đẹp luôn. Nhìn khoang lái cũng rất là đẹp luôn. Vô lăng ba chấu, hộp số tự động, điều hòa tự động hai vùng. Màn hình kết hợp Android Auto, Apple CarPlay. Đây này, vẫn chưa có bóc mấy cái ni lông ở đây luôn anh chị ha. Anh chủ mới lấy về 7.000 cây anh chị. 7.000 cây thôi là ta bán lại rồi. Đây này, ở phía trước trên này có cái điều chỉnh gió, tốc độ gió ở đây luôn anh chị nha. Đầy đủ hết rồi. Xe này thì quá tuyệt vời rồi anh chị. Phía sau này có thêm cổng sạc nữa nha anh chị. Đây, cổng sạc Type-C với lại cổng sạc USB. Đầy đủ hết luôn. Những cái này anh cũng bọc lại luôn này anh chị. Bọc lại luôn rồi. Bọc lại mấy cái đề can ở đây luôn. Nhìn cũng khá là đẹp ha. Đó, anh chị nhìn form dáng của Xpander rất là đẹp nha. Đó, nhìn từ xa thì nhỏ gọn, 7 chỗ.
mua tại Mitsubishi Thủ Đức anh chị. Mitsubishi Thủ Đức. Lên cam 360 có sẵn rồi. Cam 360. Phía sau thì có hai cảm biến sau ha. Hai cảm biến sau. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn bánh xe cua này anh chị. Bánh xe cua chưa hạ luôn anh chị nha. 7.000 cây thì gần như là không đi ra ngoài đường nhiều nên là chưa hạ bánh xe cua. Gầm rất là mới luôn anh chị. Đó, bây giờ con sẽ mở cốp cho anh chị coi nha. Rất là đẹp luôn. 7 chỗ. Hàng ghế thứ ba này anh chị không sử dụng thì có thể gập xuống ha. Gập hàng ghế thứ ba này được một cái cốp rất là rộng ha. Được một cái cốp khá rộng luôn. Đây anh chị. Cốp rất rộng ha. Nếu mà chở 5 người thì vali chất được khoảng 5 cái vali luôn anh chị ha. 5 cái vali luôn. Có bình chữa cháy ha. Có bình chữa cháy ở đây này. Có bao tay lái ở đây luôn. Bao tay lái ở đây luôn. À, anh chị không thích xài thì có thể tháo bao tay lái này ra ha. Ốc thì bên quân đã kiểm tra kỹ rồi. À, tai nạn thì cam kết zin từng con ốc luôn anh chị ha. À, keo chỉ ốc tất cả còn mới tinh hết anh chị. Không có một va chạm. Sơn zin tuyệt đối luôn. Sơn zin tuyệt đối cho con xe này. 7.000 cây. Mà anh chị lại tiết kiệm được 100 triệu so với việc mua xe mới ha. Anh chị nhìn này. À, quân về dọn rửa vệ sinh rồi. À, có dưỡng lại cái lốp thì cũng như là xe trưng bày trên showroom thôi. Mới tinh luôn. À, mua chiếc xe này thì quá là lợi luôn anh chị. Đó xe này. Xe về là bên quân rửa vệ sinh tại nhà thôi. Chứ không có đi ra ngoài dọn anh chị ha. Nhìn này. Đó, hàng ghế tài với phụ là chỉnh cơ anh chị nha. 7 chỗ. Đây. Rất là đẹp luôn. À, rất là đẹp ha. Có thêm cái bình nước hoa ở đây nữa anh chị. À, vệ tỉnh tay tích hợp thêm cái hộc gió, hộc đựng đồ phía sau ha. À, vệ tỉnh tay ghế da bọc da luôn anh chị nha. À, ở đây những chi tiết này đều bọc da hết anh chị nha. Rất là đẹp rồi. Đó, à, hàng ghế chỉnh cơ ha. À, chỉnh cơ, ghế tài, ghế phụ đều chỉnh cơ nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi coi về cái động cơ. Đăng ký đăng kiểm thì còn tới tháng 10 2025. Đây, form nhãn rất là đẹp anh chị. Xe này thì chỉ bàn về giá thôi anh chị. Bây giờ quân sẽ mở cái động cơ cho anh chị coi. Động cơ của chiếc Xpander này anh chị. 1.5 động cơ xăng êm ru à. Mới tinh luôn anh chị. Mới tinh luôn, không có một va chạm nào hết hả. Phần đầu máy móc khoang động cơ mới tinh luôn. Quân về chỉ rửa nước thôi. Anh chị nhìn những con ốc capo này. Mới tinh hết ha. Đó, không có một bất kỳ va chạm nào. Tất cả những cái lỗ tròn này đều nguyên bản hết. Bên quân đầu vào đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Thì anh chị cứ yên tâm. À, bên xe bên quân thì xe đẹp, bên quân mới mua ha. Xe lỗi thì gần như là bên quân không mua. Đây anh chị. À, những cái chi tiết này mới tinh nhỉ. Ốc chân máy này anh chị. Ốc chân máy này. À, ốc chân máy mới tinh ha. Ốc chân máy ba, ốc chân máy còn sơn phết từ nhà máy luôn ha. Động cơ 1.5 mà hộp số tự động. Máy xăng 7 chỗ. À, bên quân đã kiểm tra máy móc tai nạn ngập nước rất là kỹ rồi. Anh chị tới coi xe thì quân cam kết thêm bên thứ ba. Anh chị cứ đi check test thoải mái luôn. Nhưng mà xe này thì như xe mới rồi. Quân khuyên anh chị là test cho yên tâm. Nhưng mà ai mà biết coi xe thì chỉ cần bàn về giá thôi. Không cần phải tốn thêm chi phí đi test xe nữa. Có đèn gầm đầy đủ hết rồi anh chị ha. Đèn form dáng này 2023 thì rất là đẹp rồi. Rồi, Xpander 2023 đi 7.000 cây, 1.5 bản 1.5 số tự động premium, chỉ thua phiên bản Cross thôi. Quân đang để là 625 triệu. Anh chị nào quan tâm thì cứ tới Thủ Đức lái thử xe. Quân có tư lượng thêm bất lộc về giá cho anh chị và có hỗ trợ thu cũ đổi mới, trao đổi xe cho anh chị và hỗ trợ ngân hàng nha. Rồi, quân cảm ơn tất cả anh chị đã coi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị ở video tiếp theo.